Chúng ta biết rằng là trong những ngày như thế này á, thì tại miền Bắc đang rơi vào cái khoảng thời gian của mùa đông, và những ngày này thì trời đỡ giá rét hơn, cũng đỡ buốt hơn rồi, nhưng mà mọi người cũng đang quen với một nếp sống, một nếp sinh hoạt, đó chính là về nhà thì thường nơi ấm nhất đó là chính là những cái chăn và đệm của mình, nên sẽ chui vào đó, và cũng thường là trong những ngày đông sẽ rất dễ buồn ngủ và cũng sẽ dễ có những cái tình trạng như là sáng dậy quên giờ đi học, hoặc thậm chí là không muốn rời khỏi giường, thậm chí là quên giờ đi làm. Nên là trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mới có một chủ đề là làm sao để có thể thức dậy được đúng giờ vào những ngày mùa đông đây. Em thấy hôm nay là một chủ đề khá thú vị và khá là giúp ích cho các... Giúp ích cho em hả? Dạ đúng rồi, và là bởi vì em á, là em không phải dậy sớm quá nhiều, nhưng mà chồng em thì phải đều đặn là phải 6 giờ rưỡi anh bắt đầu là đặt chuông báo thức. Nhưng anh là có thói quen là lúc nào cũng tắt thì tắt nhầm chuông, và lúc nào cũng nghỉ thêm 5 phút nữa thì mới dậy. Và việc anh tắt nhầm chuông đến nỗi mà em nhiều lúc em cũng phát bực với anh luôn. Em bảo là anh ơi, một á là anh để em tự em tắt cho anh, còn hai á là anh hãy tắt một cách kiểu như là đúng. Bởi vì anh nhiều khi anh tắt anh chỉ là trong vòng 1 phút sau nữa là bắt đầu báo thức lại, và anh lại tiếp tục anh nằm ngủ. Bởi vì mùa đông mà trời thì lạnh nữa, mình chỉ muốn nằm trong chăn thôi. Và bây giờ kiểu như em nghĩ rằng anh cũng muốn là chỉ được nằm trong cái nệm ấm chân em thôi, chứ cũng không muốn dậy đi làm. Nên là việc mà thức dậy làm sao để có thể là đi làm đúng giờ, đó là một vấn đề phải kiên quyết và mạnh mẽ lắm. Bởi vì thời tiết như thế này mà ai cũng chẳng muốn là mình được nằm trong chăn và được thưởng thức một giấc ngủ say hơn. Dạ đúng không ạ? Và em thường nhớ đến cái những cái bức ảnh mà chia sẻ trên mạng xã hội, với là những cái dòng chia sẻ như là người kiên định thì sẽ để báo thức là đúng 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ, là chỉ thường để 2 cái báo thức mà thôi. Còn đối với những người không kiên định thì sẽ để những cái tầm báo thức như là 6:10, 6:15, 6:20, 6:25, và cứ mãi cho đến khi giờ nào mà mình chính thức gọi là trễ làm rồi thì mới bắt đầu là cái giờ báo thức cuối cùng để mà chúng ta có thể dậy đi làm được. Và với không khí mùa đông ở ngoài Hà Nội như thế này thì Phương Anh cũng chưa có trải qua nhiều cái giai đoạn mà phải thức dậy sớm, nhưng mà ở Sài Gòn á, chỉ cần cái không khí hơi se se lạnh một tí thôi, mưa phùn thôi là cũng đã muốn ngủ ở nhà cả ngày rồi, nằm quấn trong chăn và chẳng muốn đi ra ngoài để mà đi làm hoặc là đi dẫn nữa. Ngày trước khi mà còn dẫn những cái chương trình về giáo dục á, thì phải 5 giờ sáng là đã phải dậy vì đi tỉnh, và đi từ 6 giờ là bắt đầu 5 giờ dậy là phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Và thường những ngày này mình rất là lười luôn, cứ nghĩ rằng là bây giờ phải dậy rồi phải làm make up rồi trang điểm rồi để mà chuẩn bị đi đến cái đoạn đường đó. Và ngay cả khi mà đến cái đoạn đường đó nó cũng rất là rét và rất là lạnh, mình chỉ muốn là thôi ước gì ngày hôm nay mình được nghỉ một ngày ở nhà để mà có thể ngủ thêm một tiếng nữa thôi cũng được. Thực ra thì do chị cũng mới sắm cái máy sửa cho nên chị coi đây là một biện pháp rất là tốt. Chị cảm thấy rất tiếc khi mà khoảng đến 6-7 mùa đông ở Hà Nội rồi mình không nhận ra cái điều này nó có lợi ích sớm như thế nào. Lợi ích đầu tiên là mình có thể vứt đi rất là nhiều những quần áo mùa đông và mình đỡ phải chứa chấp nó. Lợi ích thứ hai nữa là khi ngủ mình không phải mặc quá nhiều đồ, thậm chí nó nóng đến mức và gần như chỉ mặc áo 2 giây để đi ngủ. Thì mới thấy rằng là khi mà nhiệt độ trong phòng nó ấm thì nó sẽ khiến cho cơ thể của mình không bị mất năng lượng cho việc là làm ấm cơ thể. Vì thế cho nên nhiệt độ gần như là được duy trì, nó không làm cơ thể mình đói, sẽ không làm mình khó ngủ, mình có thể ngủ sâu. Và cái thứ hai nữa, chắc chắn là nếu muốn làm được việc này các bạn phải ngủ đúng giờ thì sáng mai bạn có thể thức dậy được đúng giờ. Chứ còn bây giờ bạn chơi điện thoại cách mấy mà có máy sưởi như thế nào thì đảm bảo bạn không thể dậy vào buổi sáng cho dù mùa đông hay mùa hè. Nên là với Quyên, trong mùa đông có một cái cách mà Quyên thấy giải quyết được, đó chính là mình sẽ có một cái thiết bị làm sao để sưởi ấm cái căn nhà của mình, ấm đến mức mà cơ thể của mình không phải tốn năng lượng để làm ấm cơ thể. Thì đó là lúc mà chúng ta cũng có thể dậy được rất là tốt vào sáng mai, giống như một mùa hè bình thường thôi. Thậm chí là bước ra ngoài mới biết là bên ngoài lạnh như thế nào. Nên là Quyên không có ngại trong cái mùa đông về cái việc là phải dậy sớm. Trong năm nay thôi chứ những năm về trước thì đúng là có thật, đúng là có như thế thật. Thì cũng là một trong những cái cách để cho mọi người có thể. Cái nữa là cái đó là cái việc ý thức của mình phải đi làm rồi, mình phải quán triệt tinh thần. Nếu mà các bạn nói là nhiều khi có những người nha, bản thân chị cũng có những lúc bị cuốn vào những cái chương trình hay á, mình coi khi 1-2 giờ sáng mới đi ngủ, nên mình mới thấy là ủa vậy chứ nếu mà ngày mai mình đi làm xong cái mình có thời gian rảnh mình coi cũng được. Đúng rồi. Cái cửa là mình cũng phải rèn luyện rất là lâu, cũng phải tốn thời gian khoảng có khi 1 tuần, có những thói quen nó mất 1 tháng. Nên là đó là một trong những cái cách của Hồng Quyên, còn không biết là với Phương Anh và Thảo thì đã có cách nào để thay đổi điều đó chưa? Em thì em lúc nào cũng là đồng hồ sinh học của em là đến là 6:30 là em dậy rồi. Và em dậy một thì thói quen luôn hả chị? Đúng rồi, thành thói quen sinh học. Đó là khi mà em dậy thì em cũng vệ sinh cá nhân, và khi đó thì em cũng là hoạt động một cách bình thường cho một ngày mới để cảm thấy năng động hơn. Và có một điều chắc chắn là không phải ai cũng biết, đó là morning person là người có khả năng làm việc năng suất nhất vào buổi sáng. Thậm chí có những người càng về đêm càng tinh thần tỉnh minh mẫn và tỉnh táo hơn.
Tuy nhiên tất cả chúng ta đều phải thức dậy vào đúng buổi sáng để đi học, không thì sẽ muộn học và cay đắng là phải nộp phạt, hay đơn giản là chúng ta có thể dạo trên phố và ăn sáng thật thanh nhã với bạn bè. Ngoài ra thì việc nuông chiều bản thân thêm 5 đến 10 phút ngủ buổi sáng hại sẽ nhiều hơn lợi, bởi vì ngủ thêm thì công việc và hoạt động của mỗi ngày vẫn còn đó, vẫn chờ chúng ta phải thực hiện. Và nếu mà chúng ta không thể trốn tránh được thì có lẽ nên chăng là hãy thức dậy đúng giờ thay vì là sau 30 phút. Chỉ với một phép tính nhẩm thôi, nếu mà 30 phút cho 1 năm thì chúng ta đã có thêm 130 giờ và gần tương đương với 6 ngày trong 1 năm để thực hiện một công việc mà mình yêu thích. Quả thực là một khoảng thời gian rất là dài. Dạ vâng. Và đối với các người trưởng thành đi thì là việc thức dậy sớm là cũng một vấn đề rất là khó khăn rồi. Nhưng với những bé nhỏ thì Phương Thảo rất là thương khi mùa này thì các bé cũng phải dậy rất là sớm để có thể là đi học đúng giờ. Đúng. Và nhiều lúc nhiều bé cũng không muốn dậy mà nũng nịu thấy thương luôn á. Là bé thì nũng nịu với mẹ là mẹ ơi hôm nay thấy thương xin... là đến nơi cô thương cho chết luôn á. Thôi em thấy những trên mạng những cái đoạn video clip chia sẻ của những quý vị phụ huynh á là khi mà kêu con của mình dậy á, con luôn viện cái lý do là mẹ ơi hôm nay con ốm rồi, mẹ ơi hôm nay con chỉ muốn ở nhà thôi, con muốn ở nhà con thương mẹ mà, nhưng mà chỉ vì lý do là tại vì trời đông cho nên là con chỉ muốn ở nhà ngủ thêm một tí thôi. Đó là tình trạng trẻ khi mà các con chưa có nhận thức thì bắt buộc là mình phải rèn luyện, chứ bây giờ mình mà thương á thì sau này nè, khi mà đi học nha, còn chưa nhận thức được việc là mình đi đúng giờ để làm gì, thì tới lúc đi làm cái người đó cũng sẽ đi trễ và đúng sẽ rồi. Không hiểu là nó ảnh hưởng như thế nào tới công việc của đúng người rồi, khác nó sẽ đâu. Trở thành một thói quen và nó là trở thành một nếp sống không tốt cho trẻ sau này, đúng không? Và ý nghĩa của việc dậy sớm là không thể phủ nhận, tuy nhiên biết và thực hiện thì thường rất khó khăn nếu mà trời đang lạnh nữa. Bởi vậy một câu hỏi quan trọng đặt ra là làm thế nào để ra khỏi giường vào đúng giờ, thì có nhiều biện pháp áp dụng, ví dụ như chúng ta uống trà hoa cúc trước khi đi ngủ và chúng ta tránh kiểm tra email trước khi đi ngủ nữa. Và nhưng thực sự để thức dậy khỏi chiếc chăn ấm áp chắc chắn là có những thủ thuật để chúng ta áp dụng và tránh khỏi những việc này. Và một trong những điều đầu tiên mà chúng ta có thể bắt đầu ngay từ ngày hôm nay đó chính là bằng việc thay đổi đi thời gian báo thức của mình. Việc thiết lập thời gian báo thức quá lâu cho thời gian dậy là điều khiến chúng ta càng trở nên lười dậy và có thể đi làm muộn bất cứ lúc nào vì những cơn ngủ ngắn ập đến, và thậm chí là còn chẳng định hình được thời gian nào để ra khỏi giường. Thông thường thì nhiều người hẹn giờ báo thức của mình là từ 30 cho đến 45 phút và đặt chế độ báo thức lại trong vòng 10 phút. Điều này không hề nên chút nào, bởi những thói quen xấu sẽ lừa gạt, khiến chúng ta nghĩ rằng là vẫn còn 30 phút nữa mới phải dậy cơ mà, vẫn còn 20 phút nữa mới đến giờ đi làm cơ mà, cho nên là có thể ngủ thêm một tí nữa. Và ngoài ra chúng ta hãy để thiết bị báo thức ở phía bên kia của phòng, hoặc là âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên, hãy cố gắng tỉnh giấc và thức dậy. Còn nếu không, hãy để chúng ra xa khỏi tầm tay, để lần nào báo thức chắc chắn là chúng ta sẽ phải ra khỏi giường để tắt nó. Và đó chính là thời gian lý tưởng để có thể tỉnh ngủ và có được một buổi sáng hoàn hảo. Và nếu như chuông báo thức chưa đánh thức bạn được thì hãy tận dụng ánh sáng mặt trời. Thực tế ánh sáng ban mai là một chiếc giờ báo thức chuẩn xác hơn cả. Bởi vậy nếu chắc chắn là phải thức dậy vào buổi sáng thì không nên đóng cửa rèm quá kín trước khi đi ngủ. Hãy kéo nhẹ chúng ra cho ánh sáng ban mai có thể tràn vào phòng để ngủ. Chúng có thể giúp bạn kéo ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng và thoải mái nhất trong những ngày mùa đông giá lạnh. Và để ngoài ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ làm cho sự trao đổi chất trong cơ thể chúng ta nhanh hơn, kích thích bạn tỉnh táo nhanh hơn. Đặc biệt là tâm trí của chúng ta khi tiếp xúc với ánh sáng sẽ nhanh chóng và tỉnh táo hơn rất là nhiều. Và bên cạnh việc thực hiện các điều này, chúng ta nên tự xây dựng cho mình một đồng hồ sinh học cũng là điều mà chúng ta nên làm. Thay vì là ngủ nướng thêm vài chục phút vào cuối tuần thì hãy thử duy trì đều đặn đúng giờ một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa, hay là chúng ta có thể chợp mắt vào giữa buổi chiều, đôi khi là chỉ cần 20 phút thôi nhưng mà chúng ta đã lấy lại được năng lượng, khiến cho buổi tối chúng ta sẽ không quá buồn ngủ sớm và ngủ đúng giờ vào khoảng lúc 10 giờ hoặc là 11 giờ, hay là thức dậy đúng giờ và xây dựng nó thành thói quen chứ không phải là việc áp dụng theo mùa và nuôi chiều bản thân được ngủ nướng vào mỗi dịp cuối tuần nữa. Đúng là thói quen thì không thể dùng một cái lý do nào để biện minh, kể cả theo mùa hay kể cả ngày hôm sau là ngày chủ nhật hay thứ bảy, mà bắt buộc là chúng ta sẽ phải thức dậy. Vậy thì nếu mà đó là một ngày rảnh, ngày hôm sau là một ngày rảnh, thì chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể thức dậy được đúng giờ? Đó là chúng ta có thể vạch ra những công việc cần làm vào ngày hôm sau, là một cách để là một bí quyết. Thậm chí là một bí quyết để giúp cho các bạn có thể sẵn sàng thức dậy vào ngày hôm sau, dẫu cho đó không phải là một ngày mà bạn phải đi làm như bao ngày khác, thậm chí cũng chẳng phải là một ngày đi học. Và đó chính là động lực thức dậy rất cần thiết cho mỗi người. Với nhiều trường hợp, đôi khi chúng ta còn tỉnh dậy trước cả giờ báo thức.
Với nhiều người xem đồng hồ và ỷ lại còn vẫn đến trưa giờ cần dậy và cố ý nằm nán lại trên giường lâu hơn những chiếc giường ấm áp của mình. Đây cũng là một việc khá sai lầm nếu chúng ta muốn xây dựng một thói quen tốt, bởi nó sẽ khó biết được những sự chủ quan này và có thể khiến chúng ta ngủ quên và bị muộn giờ hay là làm sai hẹn với ai đó. Việc ngủ đặc biệt lại còn trở nên là khiến tâm trạng chúng ta sảng khoái hơn mà đôi khi sẽ cảm thấy mệt mỏi và tâm trạng lúc nào cũng uể oải. Do đó cách tốt nhất là chúng ta hãy theo nhịp học sinh học của cơ thể. Khi đã thức dậy thì hãy ra khỏi giường. Và em thấy phương pháp này khá là tốt. Bởi vì khi mà chúng ta dậy mà chúng ta không ra khỏi giường, chúng ta lại mải mê là nằm thêm một chút nữa thôi. Và khi đó thời gian kéo dài rất là nhiều. Hoặc là chúng ta nằm ôm điện thoại á, cũng là một thói quen không hề tốt một chút nào cả. Và khi mà em tỉnh dậy là một cái là em sẽ hít thở. Em tập cách là hít thở trong vòng 10 lần, sau đó em mới tỉnh dậy. Và khi tỉnh dậy thì em mở cửa ra để em hít thở và đón nhận không khí trong lành. Thì em cảm thấy những ngày như thế thì mình làm việc có hiệu quả và năng suất hơn rất là nhiều. Và rõ ràng là việc nào cũng sẽ khó khăn, nhất là cái việc mà phải thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm và nhất là trong tiết trời mùa đông như thế này. Nhưng mà Phương Anh tin chắc rằng là nếu như quý vị tập nó trở thành một cái thói quen, hoặc là nghĩ hơn là nếu như chúng ta dậy vào 7 giờ sáng, chúng ta có khoảng từ 3 cho đến 4 tiếng dư ra. Nếu như mà ngủ cho đến 10 hoặc là 11 giờ đến tận trưa, thì với 3 và 4 tiếng đó chúng ta còn rất là nhiều việc để có thể làm được trong một ngày mới. Và nếu như có một cái tâm hồn, một cái tinh thế sảng khoái hơn trong ngày làm việc mới, với một cái tinh thần rất là sảng khoái như vậy, thì chắc hẳn là ngày làm việc của chúng ta sẽ rất hiệu quả.